Bị bắt ngay tại hiện trường chỉ vì tranh nhau quyền thừa kế mà hai anh em lại định sát hại nhau bằng cách đổ xăng đốt cả nhà. Một giám đốc trốn thuế gần 2 tỷ đồng phải ra tòa vì kế toán trưởng là nhân tình. Báo An Ninh mới mời đồng bào đón mua. Báo Phụ Nữ với những tin mới: người chồng lại ngoại tình kiếm đứa con trai, thế mà hai người đàn bà lại bằng lòng để chồng chị duyên em. Một tổng thống bị ám sát hụt, kẻ sát nhân bị bắt ngay tại hiện trường. Anh Kiên ơi, sao anh không biết rõ tổng thống nước nào, giám đốc công ty nào? Nói cụ thể thì khách biết tổng hết rồi còn mua báo làm gì nữa. À này, bỏ đoạn mời mua báo An Ninh, đọc luôn nội dung báo Phụ Nữ, rồi mời đồng bào mua cả hai loại cho gọn. Vâng. Một tổng thống bị ám sát hụt, kẻ sát nhân bị bắt ngay tại hiện trường. Chỉ vì tranh nhau quyền thừa kế mà hai anh em lại định sát hại nhau bằng cách đổ xăng đốt cả nhà. Một giám đốc trốn thuế gần 2 tỷ đồng phải ra tòa vì kế toán trưởng là nhân tình. Báo An Ninh nào cho anh Thực ơi. Sao nên sớm thế? Ông cho cái vô lim mồm ông nhỏ hộ đi. Người ta đang thu thanh mà không biết à? Xin lỗi anh nha. Ông chỉ được cái xin lỗi là giỏi. Đầy vội quá. Một hôm qua trốn thuế, bán bên Hoàn Kiếm ế quá, anh mang sang cho quỷ bán hết veo. Người chồng lại ngoài, hôm nay lại sang mang hơn hẳn trăm tờ. Thế mà hai người đàn bà lại bằng lòng để chồng chị riêng em như đánh bạc. Mời đồng bào đón mua báo An Ninh mới và báo Phụ Nữ. Có nước cho anh xin hớp. Thầy. Một tổng thống bị ám sát hụt, kẻ sát nhân bị bắt ngay tại hiện trường. Vì tranh nhau quyền thừa kế mà hai anh em lại định mệt quá, cho anh chấm mắt 15 phút nhé. Đổ xăng đốt cả nhà. Một giám đốc trốn thuế gần 2 tỷ đồng phải ra tòa vì kế toán trưởng là nhân tình. Người chồng lại ngoài tình kiếm đứa con trai, thế mà hai người đàn bà lại bằng lòng. Anh Kiên ơi, duyên em, mời đồng bào đón mua. Thế kệ cái mồm chứ. Một tổng thống bị ám sát hụt, kẻ sát nhân bị bắt ngay tại hiện trường. Một giám đốc trốn thuế gần 2 tỷ đồng phải sát. Ui giời, tắt đi. Làm cái trò gì? Ông làm cho cả khu này họ thức dậy, họ tế cho. Chúng tôi mất nghiệp à? Xin lỗi. Xin lỗi cái con khỉ. Bao giờ đi bán chỉnh máy có được không hả? Tối hôm qua chỉnh rồi, hôm qua ế. Vì hỏng máy nên bị ế mất 50 tờ báo đấy. Ế à? Kệ ông, việc ấy không phải của chúng tôi. Đấy, em đi nhá. Đây. Chào anh ạ. Đổi cho em băng này với. Khổ quá, băng nào chẳng như băng nào mà. Anh cứ đổi cho em đi ạ. Thì đây, Maxen, băng ngoại đấy, lắm chuyện quá.
ăn sáng 2.000, còn 1.000 mua cây bánh mì cuối giờ học ăn cho đỡ đói. Vâng ạ. Khát nước thì mua nước mà uống, chứ đừng uống nước lã đấy. Nó đi học rồi, son phấn gì mà nhiều thế? Mẹ cứ kèn kẹt như mẹ chồng ấy, biết đâu anh được nghiên cứu bài ở nhà thì sao? Mẹ ơi, nhanh lên mẹ! Ờ đây, đợi cho mẹ cái túi nào. Đưa con ạ. Anh Kiên này, theo bộ luật hình sự, bị can Đỗ Văn Đê can tội giết thông gia, khung hình phạt phải... Làm gì có tội giết thông gia, chỉ có tội giết người. Còn người bị hại là thông gia, là bố, là vợ, vân vân, chỉ là tình tiết thôi. Người hành pháp không được để thái độ của can phạm chi phối công cuộc xét xử. Mình hỏi ôn tồn, cậu lại cáu giận. Cậu là can phạm à? Trong cuộc sống hàng ngày cũng phải trừ sự cáu giận làm đổ vỡ một nửa công trình. Cậu lại nói lời hay ý đẹp à? Không, sổ tay vào đời đấy chứ. Chúng nó gọi cậu là thực von te cũng phải. Ê vô tay anh Kiên, vào tiếp nhiên liệu. Ăn rồi, đi thôi. Đợi sao đâu? Có thân tôi đây. Bán được bao nhiêu băng? Được 10 cái. 30 rồi. Thế cơ hả? Mũ ở đâu ra đấy? Của ông già đó đấy. Chắc mẹ nó ra lệnh. Thôi, ba trường. Ê, tư quái. Ê, đấy, quỳ lên đấy. Đề nghị cậu nhổ ngay cái gậy trong miệng cậu ra. Bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây mới nhậu xong ấy. Này, buổi thực tập xét xử kỳ này có cả đài truyền hình đến quay đấy. Có khi được lên tivi ấy. Chả báo gì đâu. Tớ bị một fan rồi. Cái hôm bọn bột giặt Omo quảng cáo ấy, cả xóm xem. Tớ cứ như là xem hề xiếc ý. Tại mất tinh thần, đứng trước camera mà cứ như bị xử bắn ý. À, nghe đâu VTV3 có cả trả tiền thù lao nữa đấy. Thế thì sợ gì mà không cho quay. Tớ không phản đối. Cứ được tiền thì phản đối thế nào được. Không những không phản đối mà còn xin nữa chứ lại. Ông Kiên mà kiếm được tiền á, hành quyết ông cũng chẳng sợ. Tất nhiên rồi, các cậu gọi tớ là Kiên cửu vạn mà. À, Quỳnh này, thế chi đoàn lớp ta có nhận trang trí phiên tòa không? Có chứ. Nhưng liệu cậu có biết đánh vách ni không? Thế đánh vách ni cho ai? Có, cứ có tiền là làm tuốt. Đến hóa trang cô dâu đám cưới ở quê, anh ấy còn dám làm cơ mà. À này, đánh vách ni cái vành móng ngựa mượn ở tòa án quận, cũ quá. Nhưng nó mượn được chưa? Quận đồng ý rồi, nhưng sáng mai thuê xe trở về. Xong bén. Thôi, không phải thuê xe nữa. Tớ và anh Kiên nhận cả đánh vác ni lẫn công vận chuyển từ A đến Z. Ok. Thôi đi vào lớp đi. Sáng nay đi sớm thế. Cớ định rủ đi ăn sáng mà đã tốt đi rồi. Hôm qua thằng Lợi đến học khuya ngủ lại. Sáng nay đói quá, hai thằng đi ăn trước. Đói là quên người ta à?
Mà có cả Lợi Sào thì đã làm sao cơ chứ? Mà sao suốt ngày cứ ôm khơ khơ cái này thế hả? Bà già bắt bảo vệ cái thù. Thôi vào lớp. Anh em thằng Kiên xếp dọn nhà cửa gọn gớm nhỉ. Chứ thằng Vũ dạo này khá đấy. Dưới thì thế này, trên gác chắc là như ổ chuột ý. Này đấy cho mẹ, đừng giặt vội. Con đem hai bao sắn khô ra phơi đi, kẻo đến cuối tháng thằng Kiên mới mang về Thái Bình thì mốc mất. Dạ vâng ạ. Hay để mẹ phơi cho. Thôi mẹ đi ngủ đi. Ngủ thế nào được. Con đi ngủ đi. Con mà mất ngủ, mắt thâm quầng, đứa nào còn để ý đến. Mẹ nói nghe phát khiếp. Mẹ làm gì đấy hả? Đề phòng. Mẹ hay nhỉ. Này, mày với thằng Kiên dù mặn mà đến mấy cũng không được quá đà đấy nhá. Nó thuê nhà mình, mẹ vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì nó là người chăm chỉ học hành, sốc phác, lại có lòng với con. Lo là lửa gần rơm. Con không thích mẹ nói thế đâu. Mẹ nói với con, có ai đâu mà thích mới không thích. Hôm nọ mày rủ nó đi hát karaoke, tao ở nhà đứng ngồi không yên. Này, ngày xưa mẹ được bố quý cũng vì mẹ biết giữ gìn để không có điều tiếng gì. Ngay cả với bố mày, khi yêu nhau, bố cũng chỉ được cầm tay. Chỉ là một cô gái thanh niên xung phong, truyền tải hàng vượt qua những quãng đường bị tắc. Con không thể hiểu nổi thế nào là chiến tranh, là bom, là lửa. Con cũng không thể hiểu nổi cuộc đời mẹ đã gắn với con tàu đến mức nào. Này, gặp lần nào. Khi sinh con, bố nhắn về đặt tên con là Hạnh Phúc. Có con luôn ở cạnh mẹ thế này là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Tôi không hiểu tại sao khi lại có thể từ chối ghế luật sư bảo chữa và lúc cứ nằm nặng vào ghế bị cáo. Phiên tòa sắp mở, phải chuẩn bị nghiên cứu. Cứ đùn đẩy nhau thế này. Cáo trạng đã được nhà trường thông qua, khung hình phạt đã được quy định rành mạch trong bộ luật hình sự. Cứ thế mà xử, chúng ta còn phải chuẩn bị cái gì nữa? Nói như Kiên, chỉ cần quái thì phải lập phiên tòa. Thầy Vĩnh đã nói,
Đây không phải là một vở kịch, các diễn viên không phải chỉ cần học thuộc lời là diễn được. Thôi thôi, tớ hiểu. Bản cáo trạng là do anh Kiên nghiên cứu biên tập. Anh ấy xin ghế bị cáo để giảm bớt thời gian chuẩn bị. Có nhiều quá, anh hoàn cảnh lắm, eo hẹp thời gian. Thế thì càng nguy hiểm. Bố Kiên nhà ta biên tập cáo trạng, nắm rõ từng tình tiết vụ án. Già chết tòa bố vặn ngoéo lung bung. Chúng mình chạy theo quá mà hết ngày dài lại đêm thâu, phải không em? Có khi bị cáo lại ăn điểm 9, còn hội đồng xét xử lại sơ điểm 5 cả lúc. Nếu thế cho tôi vào. Cô ấy, giao đến kìa. Giao vào, giao vào, giao vào, giao vào. Giao đến. Thôi về chỗ đi, về chỗ đi. Về chỗ nhá. Lưu ra nhá. Về chỗ đi, tắt thôi. Thế nào thầy cũng giải thích đấy. Các em ngồi xuống. Chắc các em đang lập bảng phân vai phải không? Vâng ạ. Có sự xáo trộn ạ. Kiên bây giờ không muốn ngồi ở ghế luật sư bào chữa mà chuyển sang ghế bị can. Hai bên đang giằng co nhau ạ. Đằng nào cũng có lý ạ. Rất hoan nghênh các em. Các em chú ý, hội đồng nhà trường vừa thay đổi phương án thực tập để cho phiên tòa tập sự bổ ích, tránh chất kịch, hấp dẫn hơn. Mỗi lớp pháp lý chỉ chuyên sâu vào một trong hai vấn đề: kiểm soát viên và luật sư bào chữa. Hai lớp sẽ góp thăm. Dạ thưa thầy, vậy mỗi lớp chỉ có một người đại diện viện kiểm sát hoặc luật sư thì số người tham gia sẽ ít đi ạ. Sao lại ít đi? Nhiều hơn là đằng khác chứ. Đúng. Một người sẽ thay mặt cho cả lớp. Cả lớp sẽ làm hậu thuẫn cho một người. Nhưng ghế luật sư hay ghế viện kiểm sát chỉ có một người ngồi thôi chứ ạ. Khổ quá, đúng là công lợi cả ngố. Vấn đề đây không phải là cái ghế. Để được ngồi vào cái ghế đó, cả lớp phải phanh phui, mổ xẻ, đến nát cả cái bản cáo trạng ấy ra ấy chứ. Đúng. Đây là phương án tối ưu để phiên tòa thực tập xét xử sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Thưa thầy, còn ghế thẩm phán và bị cáo thì khoa bầu ra à? Hai vị trí này tôi sẽ xin với hội đồng nhà trường dành cho lớp ta, kể cả các vị trí phụ bên bị như nhân chứng, đồng phạm với Đỗ Đăng Đê, rồi cũng sẽ tiến hành bốc thăm. À, vai thẩm phán ấy giao cho Quỳnh rồi cơ mà. Bây giờ khác, thế mới bảo là có sự xáo trộn chứ. Mày chỉ được cái vơ vào. Cá nhân, phần. Thằng nào mà trúng ghế bị cáo, coi như trúng sổ số. Sao tại sao mày lại trúng vào vai bị cáo? Sao lại trúng sổ số? Bị cáo cái bằng tiền, đỡ phẹo luật. Vai khó, đài truyền hình trả thù lao cao. Đúng chưa? Cái này đúng chưa? Điên mất cái này. Chắc là đông khách đấy. Mà không nói từ trước, tớ chờ đến luôn. Tối nay tớ không đến đây làm đâu. Sao sao? Có chuyện gì thế? Đói à? Vào ăn đi. Chiều nay tớ phiên của cậu đấy. Trường ta lại đông nghẹt khách bây giờ. Trong này, chiều nay tớ phải về rồi. Kế hoạch xét xử đảo lộn hết cả. Vào đây, vào đây đã nhở. Xuống xe tao nhá. Đứng đây. Lớp mình cùng lớp Phan Y Bê dặn thế trận. Bên buộc tội là viện kiểm sát, bên gỡ tội là luật sư bảo chữa, còn hai bên sẽ bốc thăm chuyên khoa. Thầy Vĩnh đến là lắm chuyện. Thực ra thì thế mới phải, cả lớp phải tham chiến chứ. Tháng này tiền điện nó sẽ tăng hàng trăm. Giá điện lên hả chồng? Không phải, cứ 10 giờ đêm thì đóng quán. Thế nào các bố cũng ở lại cãi nhau về bản cáo trạng cho tới sáng. Tớ đọc bản cáo trạng rồi, vụ án đơn giản thôi. Chết là cái chỗ đơn giản đấy. Giết người có chủ mưu ấy, thì đòm một cái là xong. Thằng này kẻ sát nhân lại là người thân của bị cáo. Còn cái thằng Kiên ấy, vai bị cáo nó cãi lý sự lắm. Lớp mình ấy bốc phải cái vai viện kiểm sát ấy, có mà thành họa. Cãi nhau 3 ngày cũng chẳng xong.
cổ trời cho lớp tôi bốc thăm, đúng phải vai luật sư bảo chữa. Sao sáng nay không xuống bơm nước? Em vội đi quá chị Sinh ạ. Chú định lấy nước buổi trưa á? Để cả khu người ta tế lên à? Để chiều. Nhà còn nước à? Thì tôi cứ nhắc thế. May mà chưa hết đấy. Ui giời. Không báo trước, không có cơm đâu. Em đã hỏi đâu mà chị trả lời. Anh hai, mẹ lại vừa gửi về 100 đô đấy. Nhưng lại không ghi rõ cho anh Thắng bao nhiêu, cho chú bao nhiêu. Thế chú định thế nào? Chị chờ ông Thắng về mà hỏi. Tôi quyết định được, chú cứ phát biểu. Nay chị không đi làm à? Tôi được nghỉ bù. Chị đi ngủ đi, mất thì giờ quá. Chú bảo ai mất thì giờ? Tôi á? Chứ còn ai nữa? Tôi không ngủ được. Đợi chú về chia tiền. Quên tiền đi mà ngủ. Chờ đến tối anh Thắng về mà hỏi. Anh Thắng đưa đoàn khách Tây Ban Nha đi Sapa rồi. Chị cứ ngủ đợi anh ấy về. Tiền đôi có thiếu đâu mà sợ. Hay chị sợ nước Mỹ đổi tiền? Vũ này, 3 ngày nay anh Kiên không phải ăn trứng, giờ ăn chắc thấy ngon lắm. Hôm nọ anh Kiên cháu kể chuyện ngày xưa có cuộc thi ăn trứng vịt luộc, không ai ăn hết 10 quả, cháu mà thi chắc sẽ rất dài. Thôi chịu khó ăn cháu ạ, vừa rẻ lại vừa bổ, trứng thanh lý mà. Ở đây quanh năm anh Kiên phải ăn trứng, về quê nhà chăn vịt lại ăn trứng, anh Kiên mà thi á chắc là sẽ giật giải luôn ấy. Chết. Nhà em nuôi vịt thịt chứ có nuôi vịt đẻ đâu. Thế à, có 2 loại vịt hả anh Kiên? À Kiên này, tuần trước cô nghe cháu nói nhà sắp cân vịt bán, cần thóc vỗ béo phải không? Dạ vâng ạ. Trên tàu cô nghe người ta nói vịt ăn được sắn khô, cô cứ liều mua cho cháu nửa tạ. Chết, cô chú đáo quá. Nhưng mà cháu chỉ đủ tiền để trả tiền nhà trọ cho cô và tiền học cho Vũ. Thì cô đã đòi đâu. Bao giờ bán vịt bố mẹ cháu giả cô cũng được. Còn tiền nhà cháu cứ giữ lấy. Kể từ tháng này cô cho cháu và Vũ ở nhờ, không lấy tiền trọ. Không ạ, cháu không dám. Việc nào đi việc đấy cô ạ. Thế này nhá, nếu anh em cháu không ở đây, mỗi tháng cô với Phúc đi 3 chuyến tàu Bắc Nam, chỉ có 6 ngày ở nhà, còn 2-4 ngày lấy ai trông nhà? Này Vũ. Cháu xin. Coi như cô thuê anh em chúng cháu gác gian còn gì. Vậy nào. Nghe tiếng xe cứ như là của anh Quang Xích ấy. Cái cô này lại gọi tin lóng nó ra. Vào đây. À, chào cả nhà. Quang đây à? Dạ vâng ạ. Nhà mình ăn cơm trông hạnh phúc quá nhỉ. Này, dạ. Cháu ăn cơm luôn thể với cả nhà đi. Dạ thôi cháu ăn rồi ạ. Sao nhà cháu ăn sớm thế? Tại vì mẹ cháu chính xác như tịch tiết học vậy ạ. Alo, mẹ đấy ạ? Con đang ở nhà Kiên. Nó đang ở chỗ cháu đấy. Vâng vâng, được rồi, 10 giờ con về. Thôi nhá. Thằng Lợi hôm nay không ra quán, nó bảo mày ra thay nó đấy. Thôi, tao đi đây không có quỳnh lại chung chéo lên bây giờ. Cháu về cô ạ. Về anh đi Phúc nha, Vũ nha. Khi Đê sang nhà bố vợ thì thấy bố đẻ của y nằm bất động trên sàn nhà. Bố vợ y thấy y vào sợ quá chửi toáng lên: cút đi, cút đi, làng nước ơi cứu tôi với. Ông bố vợ liền vơ lấy cây chày xông đến tập vào y. Như các cụ ngày xưa nói, thế là vừa ăn cướp vừa la làng đấy.
khổ quá, ta đang đọc. Thì đọc nhanh lên, đọc gì như đánh vần thế. Chứ sao? Bố vợ cầm chày đập đi, chưa đập được, cái chày văng ra, y nhanh tay vớ lấy, đập cho bố vợ một nhát. Như vậy là giết người bằng hung khí đấy. Chày mà cũng gọi là hung khí à? Nhà ai mà chẳng có, gọi là hung khí cũng không được. Mày mà gọi là hung khí á, thằng đấy ắt thì tử hình. Vấn đề là ở chỗ đấy, không phải cứ lưỡi lê, mã tấu, dao găm mới gọi là vũ khí. Khi một đồ vật trong nhà như viên gạch, đông nô vít, xào phơi quần áo, dây điện dùng để giết người đều có thể kết luận là vũ khí được rồi. Riêng một điểm này thôi, mày buộc tội, tao bảo chữa, phiên tòa kéo dài cả ngày rồi. Chày mà cũng gọi là hung khí thì nhà ai cũng mang tội tàng trữ vũ khí trái phép cả. Lợi này, tao thắc mắc quá, sao chưa có luật nào quy định rõ thế nào là hung khí, thế nào là vũ khí, thế nào là công cụ sản xuất và đồ dùng gia đình. Khổ quá, sau này sẽ có, chưa chi mày đã chạy trước luật. Bánh bao mẹ để sẵn đây, các con học khuya có đói thì ăn nhá. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Bác ơi, bác làm hàng thế này thì lỗ mất ạ. Mày chưa ăn cơm à? Ừ. Chắc bà chị dâu không nấu cơm cho mày. Theo tao, bị cáo Đỗ Đăng Đê dùng chày đập bố vợ là một hành vi tự vệ chính đáng. Chính ông bố vợ dùng chày đập y trước, y đỡ, chày rơi, y đập. Bảo chữa kiểu mày thì người bị hại trở thành kẻ gây án à? Ừ. Muốn bảo chữa thì phải điều tra hành động gây án một cách tỉ mỉ. Các sự việc phải hợp với logic. Có khi phải lái lời khai trước tòa để bảo vệ thân chủ ấy chứ lị. Không. Nhiệm vụ của người luật sư là phải vừa bảo vệ được pháp luật, vừa bảo vệ được quyền lợi chính đáng của thân chủ mình. Mày đợi tao ở đây nhá. Vâng. Tìm được một thằng rồi, lính mới đồng kỵ. Nó đâu? Ngoài kia theo thao. Anh ạ. À, đây là thằng Khoa, sinh viên năm thứ nhất mới vào trường, cả làng nó làm thợ mộc, toàn sập vũ tù trẻ. Còn đây là anh Kiên, muốn học nghề đánh Jackie. Cậu Khoa, cậu nói cho chúng tôi biết quy trình đánh Jackie nó như thế nào. Ôi, bây giờ còn ai đánh Jackie, chỉ quét thôi. Quét á? Tại sao lại là quét? À, thì lấy giấy giáp số 0 đánh cho nhẵn, rồi lấy vách ni bách khoa quét lên. Cái vách ni bách khoa là như thế nào? Ôi giời, thì do sinh viên bách khoa sản xuất mà. À, thôi được rồi, xin cảm ơn. Em về. Về. Biết nghề rồi. Alo, mẹ ạ? Vâng. Mới có 10 giờ kém 15. Vâng, con về ngay. Thôi nhá. Này. Cái váy chằng này em mặc mùa hè có hợp không? Đã sửa mãi rồi. Nói giọng toàn dấu hiền thế này thì làm thẩm phán làm sao được. Hôm nọ nghe em trả lời thầy sử nói kháng chiến chống Pháp, em lại nói thành kháng chiến chống Pháp, nghe gai con người như là bị dị ứng. Làm gì mà gớm thế? Hôm nọ em hỏi thầy Khôi rồi, thầy bảo âm giọng không quan trọng, cái chính là lý lẽ. Lý lẽ phải đánh thép, đánh thép phải đúng giọng chuẩn. Toàn giọng huyền thế này kém thuyết phục. Ừ, vừa thôi nhá. Anh không muốn em mặc váy chàng này.
Mở cửa ra đi. Anh muốn nói với em. Đi anh. Anh mở cửa ra. Nghe anh nói đã. Anh xin. Anh xem này. Anh vẫn giữ. Alo. Quang đi hả con? Sao giờ này con chưa về? Con đang hát karaoke ạ. Cầu Thăng Long. Sao? Con đang đi học cơ mà. Quỳnh nó cũng đang ở đấy à? Về ngay. Về ngay. Vâng, con về ngay đây ạ. Chúc mẹ ngủ ngon ạ. Con đợi máy nhá. Mẹ sẽ không đi ngủ chừng nào con chưa về. Ông Thông. Ông Thông ông dậy đi. Ông gọi điện ngay cho thằng Quang. Ông ra lệnh cho tôi. Công trường nào? Ôi giời ơi, thằng Quang nó đang ở cầu Thăng Long. Alo, cầu Thăng Long hả? Có chuyện gì thế? Tốt, nó về ngay bây giờ đấy. Ôi giời ơi, ông phải giải quyết ngay. Ông phải điện ngay cho nó, mắng cho nó một trận. 10 giờ đêm rồi còn gì? Nó đã nói rồi, nó sẽ về ngay cơ mà. Việc gì phải cúp điện thoại? Để tôi. Quang. Bố ạ. Mẹ à. Bố mẹ chưa đi ngủ à? Con về đúng giờ quá. Đấy, bảo nó chơi với nó đi. Đêm hôm làm loãng cơ lên. Mẹ chào con. Chúc bố mẹ ngủ ngon ạ. Từ hôm mẹ phát hiện ra mùi thơm tay con, Quỳnh không dùng nước hoa nữa. Không được, cái Quỳnh nó phải dùng. Để mẹ còn biết con có hay đến học cùng với nó không, hay lại đàn đúng với hội tứ tử. Vâng. Điều 38, quyền ly hôn. Vợ hoặc chồng hoặc cả vợ chồng có quyền yêu cầu tòa án cho chấm dứt quan hệ hôn nhân khi có lý do chính đáng. Điều 39, quyền nhận, không nhận cha, mẹ, con. 1. Người không được nhận là cha, mẹ hoặc là con của người khác có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm định xác định mình là cha, mẹ hoặc là con của người đó theo quy định của... Quang này. Dạ. Học khuya có đói thì đổ nước sôi vào bát mì này. Mẹ đã để sẵn thịt vào đây rồi đấy. Ôi giời, khổ quá. Mẹ cứ để yên cho con học ạ. Bà cứ chăm sóc nó quá thế thì nó tập trung tư tưởng học làm sao được. Thật tôi làm con ở nhà này không xong. Tôi cấm bà làm con ở cho cái nhà này. Tôi đề nghị bà phải làm mẹ nó. Bà phải cho nó một chút độc lập chứ. Như ông ấy à? Tất nhiên rồi. Dạo ấy bà cứ hướng nó theo cái nghề nghiệp của tôi. May mà tôi cản. Chứ không thì đêm nay bà đã phải băng bát mì xuống tận công trường cho nó ôn tập rồi. Thằng Quang nó là sinh viên sắp tốt nghiệp rồi. Vậy mà bà cứ coi nó như là học sinh lớp 7, lớp 8 của bà không bằng ấy.
dậy làm gì thế? Dạ không ạ. Ờ, đèn trong gác vẫn sáng. Thằng kia nó chưa ngủ à? Dạ, con không biết à. Hôm qua hai lớp đã tiến hành bốc thăm. Lớp chúng ta ở vị trí bào chữa và là tuyến trung gian giữa bị cáo và thẩm phán. Vậy chúng ta sẽ gấp thăm để chọn những vai sau: thẩm phán, hay còn gọi là chủ tọa phiên tòa, bị cáo, người bị hại, hay luật sư bào chữa cho bên nguyên và bên bị. Lợi đâu nhỉ? Có em ạ. Lên nhận phiếu giúp thầy. Cô đòi tôi mang cái mũ cả. Đây. Đây có 6 phiếu đã ghi danh. Trong tổng số phiếu là 64 người. Mỗi người nhận 1 phiếu. À, xin mời. Đây. Mời đứa lấy 1 phiếu cho đấy nhé. Đưa tôi lấy nào. Đây, cho lấy cái gì nào. Mời bạn. Cậu chú vai gì đấy? Chưa đã xem đâu. Để hít tớ dở ra xem nào. Đây, 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 đây. Phải o. Thế nào? Đây đó. Lợi ơi, tao. Ôi giời. Giấy trắng chả có gì. Chúng cái gì? Đây đây. Chưa. Một phiếu thôi nhá. Dưới này đi. Đấy rồi, từ từ. Toàn trắng à? Thế nào? Không biết là chú vai thẩm phán đây. Chịu chết. Chào ơi, của tớ lại giấy trắng rồi. Trắng à? Chính chứ là bị cáo ngay, đúng không? Nhưng mà sao lại không đủ phiếu à? Ờ, tớ thích bên viện kiểm sát. Đây 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 đây. Viện kiểm sát. Bị cáo nguyên thằng lúc nãy nó nói đấy. Trả phiếu lại văng đi. Thế là sao? Quỳnh này. Văng còn sao được? Quỳnh. Chứ sao được bị cáo thì thế này. Thứ. Cần gì phải học luật. Này ơi. Cãi vớ cãi vẩn thì có cười. Có phiếu à? Có phiếu à? Hết rồi. Ờ. Tại sao thế? Ông cha biết được. Thầy giáo bảo lúc nãy giao đủ cơ mà. Ừ. Nào đấy. Ai ai lấy mấy phiếu nhỉ? Tại sao lại thiếu? Lấy lực gì? Thế thầy em không có phiếu. Thế chưa? Đấy. Thế thầy em cũng không có phiếu. Hai người. Em chúng ta luật sư bảo chữa một. Ngoài quá nhỉ. Vi công. Phiếu Quỳnh. Chính là lời nó son lên nhạc đó. Hay. Thẩm phán à? Quỳnh chúng vai thẩm phán à? Em giống như mong muốn của hội đồng khoa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lúc trước cân rồi. Thật đấy. Bỏ đi, bây giờ bốc lại chúng. Em trúng vé sổ số ạ. Kiên, anh Kiên đây rồi. Kiên đây rồi, Kiên đây rồi, Kiên đây rồi, Kiên. Anh Kiên, anh còn nhớ bà Hằng không? Bà ấy nhắn nếu gặp anh thì bảo anh gọi điện cho bà ấy ngay. Bà tăng giá. Em nghe bà Hằng bảo, hình như anh chưa lấy hết tiền công mà. Anh Kiên này, hay là anh giới thiệu chúng em đến làm việc cho bà ấy đi. Em nộp tô cho anh, coi như em thù lại. Khổ quá, cứ bảo tao về quê rồi, tao bỏ học rồi. Em cũng nói như thế, nhưng bà ấy bảo chính mắt bà ấy trông thấy anh đi với ba anh nữa mà. Cứ bảo không gặp tao. Tưởng nhận mày. Ơ, anh Kiên. Kiên ơi, ở lại uống nước đã. Đi đâu mà vội thế? Em hãy bạc lại có khách mới đấy nhá. Có gì cho em phụ nhá. Này, cậu làm cái việc hỉ giói làm gì thế? Việc gì? Kiểu bạn á, ai chả phải sống. Không, cái việc bốc thăm ấy. Nó tham, sợ không trúng. Việc xong rồi cho qua đi. Không. Trả lại cậu. Định hại nhau đi à? Cậu trả lại phiếu. Tớ mặt mo mặt dày vì gian lận. Tớ cần gặp cậu. Khi khác, mình đang vội. Cậu hẹn khách à? Không. Hình như thằng Vũ nhà mình phá phách gì ở trường. Chi thức trẻ, thách thức mới. Cô giáo nó gọi mình đến lớp. Giới tính cho vị thành niên. Công việc bức xúc. Người mù Việt Nam đầu tiên làm chủ máy tính. Cái nét không còn đánh chết cái đẹp. Nhàn đàm về phong thủy. Bạn cần biết về bản di chúc nghệ thuật dở dang của Mô Gia. Ơi, và Yên. Bí mật người voi. Mày quá bạn gặp anh. Biết thêm về sức mạnh.
Việt. Anh có làm đồ ăn tiếng Anh không? Để đi vào bằng tiếng Tàu cũng được, nhưng không phải lúc này. Thôi đi đi. Bạn sẽ được giải đi về sự phi lý của sinh đôi khoa sinh học điện tử, biến con trai thành con gái cùng nhiều bài vở phong phú, bổ ích và hấp dẫn khác. Tính thử con te. Chúng tôi phục vụ rất hay. Quỷ ơi là quỷ, lại làm cái trò này nữa. Thôi, mình đi không có muộn. Thách thức mới. Bám vào tay mình kéo cho nhanh. Đâu đến nỗi. Em Vũ học thì khá. Em bị các học sinh thành phố lôi kéo. Tự ký tên anh vào số liên lạc. Việc đền tiền vỡ kính chỉ là hình thức nhắc nhở em thôi. Vâng. Thưa cô, em sẽ chấp hành. Này, này bà ơi, cái gì thế? Bà đếm lại tiền đi. Tôi đếm đi đếm lại rồi, chỉ có 450.000 thôi cô ạ. Khổ quá, tôi đã đếm kỹ lắm rồi mà. Nếu không tin thì cô đếm lại đi này. Thôi thôi, bà đi đi. Tính lại đi, từ tối hôm qua đến giờ mẹ có mua gì không? Chẵn 100.000 cơ mà. Sao lại thế nhỉ? Chắc chắn là mất rồi, lại mất ở nhà. Với anh em thằng Kiên, vài trăm nghìn mẹ cũng không tiếc. Trời ơi, sao mẹ lại nhắc đến anh Kiên? Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ nói vậy do miệng cứ buột ra, chứ lòng thì không dám. Đám học trò nghèo. Thôi, không nghĩ nữa. Tuấn đây Tuấn, cất tới cái xe. Đang vội. Anh Kiên, sao nhanh thế? Thằng ai phụ huynh? Nhà trường lại nã tiền hay sao mà mặt chảy dài như thế kia? Sổ liên lạc Đinh Trọng Vũ. Các bạn điểm cũng khá đấy chứ. Hù đơn tháng trước một tí. Không sao, học tài thi phận mà. Chữ ký. À, giả mạo chữ ký. Nhưng mà thằng này còn ngây ngô. Giả mạo chữ ký nhưng nét còn non lắm. Tôi ngày xưa giả mạo chữ ký cũng già như thật. Phải đền mất 15.000 tiền cửa kính đấy. 15.000. Mất ngày công rồi. Hả? Nó đánh đổ cả bộ cửa kính hay sao mà đến 15.000? Nó đánh vỡ một ô kính khổ A4. Sao lắm thế? Sao Kiên không tự xin đến mà lắm? Không quá 5.000. Hôm nọ ở nhà tôi đánh vỡ một ô cửa kính 3.000. Đã bảo là bị phạt cơ mà. Khung hình phạt bằng tiền hiệu quả hơn. Đứa nào thích thì đội. Đội có được tiền không? Quảng cáo cơ mà. Phải được tiền chứ nhỉ. Xin mời. Mời anh. Xem nào. Được đấy. Tớ thấy hãng đồ lót phụ nữ Giant quảng cáo trên báo. Họ mà cho mũ đội thì vui lắm đấy nhỉ. Mình đến kìa. Biến đâu nhanh chứ. Bàn lớp ngoảnh đi ngoảnh lại, chả thấy đâu cả. Ui giời. Bà gọi Kiên ra đây em bảo. Đi nhanh lên. Ra đi. Tớ ra.
Có việc gì đấy? Mình nghĩ kỹ rồi. Trả Kiên. Tôi trả lại Phiếu Thăm. Phiếu nào? Quỳnh từ chối chức thẩm phán à? Các cậu chưa biết à? Qua mắt thằng tiếp thị này làm sao được? Kiên Búc Thăm lấy luôn 3 vé. Không ngờ chúng hai cho Quỳnh phiếu thẩm phán. Nó cáu với Quang như vậy là không tốt. Phải như bị can Đỗ Văn Đề ấy à? Nó phạt như một trận. Tính tiền anh hai. Vâng. Quỳnh hai Fanta, hai man trắng, tất cả là 6.000 à? Quỳnh không chịu được sự bất minh. Mặc dù sự bất minh đáng yêu, Quỳnh luôn khép mình trong tủ kính. Tủ thép thì có, tủ kính thì vỡ từ lâu rồi không ạ? Xanh nước mơ và màu tím thì chung quá đấy. Để tớ giải quyết. Có thế thôi. Tớ trị cho Quỳnh một trận. Đưa phiếu đây. Thật khó mà vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt. Mọi câu đâu ra đấy? Sổ tay vào đời, luyện đức anh sưu tầm. Sinh viên trường nhạc nghe chuyện luật chắc buồn cười lắm nhỉ? Ai, anh Kiên này. Hôm nọ anh bảo chỉ có tội danh giết người, không có tội giết thông gia. Vậy mà lại có tội danh mẹ giết con đấy. Này nhá, theo khoản 4 điều 101 Quốc hội bổ sung ngày 28 tháng 2 năm 1989 như sau: người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu, hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ, hoặc vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm, hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nhẹ quá. Giết con mà phạt nặng nhất chỉ có 2 năm tù thôi. Luật định rồi, không được cãi. Giết con mà tử hình vẫn còn là nhẹ. Xin cảm ơn. Và xin cảm ơn. Ngón tay ơi, mày là Lại Văn Sâm đấy à? Thôi, trở lại vấn đề tội danh đi anh. Này, người luật sư bào chữa trong khi xét xử chỉ có quyền lấy các điều khoản trong bộ luật làm nền tảng, không có quyền cãi lại Quốc hội. Cảm ơn các bạn nhập viện tham gia sinh hoạt đời sống pháp luật. Thưa các bạn, bộ luật nào ra đời cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh dân trí. Điều khoản này để phổ cập ở miền núi. Dân trí khi được nâng cao thì điều luật càng chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, nghiêm khắc hơn. Chỉ vài năm nữa, các bạn sẽ thấy, chỉ cần mang 50 gram heroin trong người là sẽ lãnh án tử hình ngay lập tức. Quang đi à? Dạ. Này, cháu bốc được vai gì? Phiếu trắng vai quần chúng ạ. Thế còn Quỳnh, nó bốc được vai gì? Quỳnh không nói với cô à? Ôi giời, về nhà hỏi chả nói, gọi chả thưa. Có chuyện gì thế? Không ạ. Cháu lên đi. Vâng ơi, mở cửa ra. Phiếu chính thức đây này. Ê, chưa xong đâu. Còn tờ nữa đây này. Thế này là thế nào? Bí mật. Vào đi. Các cậu làm cái trò gì quái quỷ thế này? Sao lại các cậu? Anh tự giải quyết lấy đấy. Anh gặp hai thằng chưa có phiếu, bảo là Quỳnh nhường phiếu cho chúng mày đây này. Nó dãy nảy lên, sợ ghế thẩm phán mà. Anh bảo ký vào biên bản, nó ký. Ôi, thế à? Anh bảo Kiên, bỏ ngay cái trò này đi nhá. Nó cạch đến già. Phi vụ gian lận này mà bị phanh phui, nó độn thổ xong nhá. Đi thế này. Chuyện tình bà tránh án. Đưa đây. Quang này. Hả? Hình như anh Kiên quan hệ với bà Hằng nào ấy. Sao em biết? Sợ lao động. Vậy là nó chưa thoát ra khỏi nanh vuốt của mụ Hằng, nó chết với anh. Phản lại nguyện quyết của nhóm tứ tử. Kiên từ bỏ rồi. Sao em biết? Sợ lao động. Bà ấy nhắn bọn Cửu Vạn tìm, nhưng Kiên trốn tránh. Vậy là xong rồi. Hỏi làm gì nữa? Không được tò mò à? Xấu hổ lắm. Không được đưa chuyện nhá. Tất nhiên. Cậu kể đi, đầu đuôi ra sao?
Khởi đầu thì rất hay, ngày Kiên còn ra chợ lao động tìm việc làm kiếm sống. Bà Hằng hỏi: có biết Sơn Vôi bà Mã Tít không? Nó liền chặn ngay. Bà ấy hẹn ngày hôm sau làm. Nó về hỏi bọn anh, chả ai biết cả. Nó cuống đi tìm, thấy người ta đang làm ở khách sạn, nó lao vào hỏi nghề rồi đi làm cho bà ấy. Cậu ấy biết làm à? Làm tốt, nghề ấy dễ ợt. Rồi bà ấy hỏi có biết làm sổ sách không. Sổ sách gì? Bà ấy buôn lớn, thuê Kiên làm vệ sĩ, vi vu ngoài đường, ôm về hàng bao tải tiền, đếm bằng máy, sổ sách phân minh. Bà ấy sống một mình à? Chết là cái chỗ ấy. Việc thì nhiều, bà ấy bắt Kiên ăn ở đấy, tắm ở đấy, ngủ ở đấy. Kiên có ngủ không? Ngủ. Rồi việc gì phải xảy ra, đã xảy ra. Thân phận kiểu vạn, lao động tình cảm ấy mà. Hay nhỉ? Sao em lại nói là hay? Kiên chịu được một đêm thì bỏ nghề, bỏ chợ, bỏ dứt khoát, bỏ vĩnh viễn. Bây giờ ai gọi Kiên là kiều vạn, Kiên tự ái. Ừ, bỏ cái tên ấy đi, thê thảm quá. Nhưng Kiên sẽ là một nhân tài. Em bói giỏi gớm. Làm gì phải bói, đi Gorky ấy. Gorky? Con không nhớ à? Trong hồi ký trường đại học của tôi, Gorky đã kể thời trai trẻ, giữa đường ông ta đi kiếm sống. Ông đã đỡ đẻ cho một thiếu phụ. Ông đã lăn lộn bùn lầy trước khi vào đời. Em nói có lý. Chưa đủ. Có lý có lẽ chứ gì? Chưa đúng. Không có lý nhưng lại có tình thì sao? Thôi, xí xóa nhá. Thôi nhá. Nhá. Chào bác. May quá chú Thực, tưởng chú đi học rồi. Chú cho tôi cuộn băng. Đây. Chú cho tôi chịu, mai tôi trả một thể. Giời ơi, chỉ có 3.000 bạc mà bác không chịu. Bác phải để đó cờ bạc cháy túi rồi chứ gì. Lần cuối cùng thôi nhá. Nào tôi đâu muốn chịu. Hoàn cảnh chú Kiên chạy gạo từng bữa, tôi cất nợ là cực chẳng đã. Sao thế hả mẹ? Có mỗi 100.000, thế mà đến giờ mẹ vẫn chưa hoàn hồn à? Sao con nặng lời với mẹ thế? Mẹ nghĩ lại, thấy thương thằng Kiên, nghi cho nó là có tội. Kiên đi đâu mà sớm thế? Con thấy anh Lợi đến rủ đi từ sớm. Dù đi vận chuyển cái gì, chắc là kiếm tiền. Con ghi giấy lại cho Kiên, bảo là mẹ cho để nó tầm bổ lấy sức học hành. Anh không nhận đâu. Mình có đưa tận tay đâu mà sợ nó ngượng. Ghi giấy để lại cơ mà. Anh ấy bảo là cứ chăm sóc quá ấy, là anh sẽ dọn sang nhà khác. Thì thôi, thôi vậy. Cái thằng đấy là khái tính. Áo tê cả hai đùi dưới này. Có đặt xuống đây nghỉ tạm được không? Cố chịu đi, trời cùng kềnh như này công an nó phạt đấy. Có nhìn cái kiểu, nhìn đâu mà nhìn. Có cười thì có, ai lại nỡ phạt thằng chở bành móng ngựa. Mày chuẩn bị đèn xanh đấy. Mày liều thế, dám ký thay cả anh Kiên vào sổ liên lạc nữa. Tao còn không dám.
Xin lỗi anh ấy đi. Úp mặt vào tường. Okay. Thôi anh Kiên, miếng kính có 15.000 thôi mà, xong rồi. Tao không đánh nó vì 15.000, tao đánh nó vì tội nó gian dối. Úp mặt vào tường. Okay. Thôi, lần đầu tiên phạm tội. Buông ra, tao cũng lần đầu tiên đánh nó. Úp mặt vào tường. Úp. Lần sau chừa nhé. Này, đánh nó là phạm vào điều 111, tội hành hạ người khác. Thưa ông Von Te, bên cạnh bộ luật hình sự của Quốc hội còn có bộ luật của gia đình, đó chính là trật tự nền tảng của xã hội. Mày để tao dạy nó. Không, ngày xưa tao ăn đòn của ông Bô toàn ở tư thế nằm sấp thôi. Thế hả? Thằng kia vào giường, nằm sấp xuống. Một roi cảnh cáo lần đầu thưa anh Kiên nhá. Nhớ chưa? Ô. Xong chưa? Xong rồi. Mau vào đánh đi. Bọn Bách Khoa nó dặn thế nào? À, nó bảo quét thật mỏng, rồi đợi cho khô, quét tiếp lớp thứ hai. Để tao quét cho. Đây. Quét quét cho. Mày hay hấp tấp lắm. Để tao quét cho. Khổ quá. Để người ta làm thử tích nghề. Nhìn đây này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Được đấy. À. Mày làm được đấy. Bánh mì đâu nhỉ? Sau lưng mày ấy. Ừ. Anh Kiên này, năm tới trường mình vẫn tuyển sinh nhiều như năm vừa rồi, 1.200 sinh viên. May mà mình sắp ra trường, chứ cái bọn tốt nghiệp sau này kiếm đâu ra việc, có khi đi chăn vịt cả lũ. Mày thử tính xem, sắp bước sang thế kỷ 21 rồi, sau này cứ 100 gia đình nước ta phải có một luật sư riêng để hỏi. Để làm gì? Để đỡ phải đứng ra trước cái vành móng ngựa này này. Pháp luật là đời sống, sau này làm bất cứ việc gì cũng đều phải có luật. Đi lại, buôn bán, về hưu, tất tần tật đều phải có luật. Phải có luật sư riêng để hỏi, chứ bố ai mà thuộc được tất cả các thứ luật trên đời này. Làm gì mà phải thuộc, cứ sống lương thiện là được, cần gì phải có luật sư. Biết luật mới không phạm pháp, mới sống lương thiện được. Sau này bán bún chả, xây nhà, câu cá phải có luật hết. Thằng nào, cái hôm ông luật sư người Pháp về giảng, có lấy thí dụ về luật câu cá hồi. Hôm đó mày nghỉ chứ gì? Ừ. Luật câu cá hồi ở bên đó rất chi là cụ thể. Câu con nào nhỏ dưới 1 kg phải thả ra, mỗi người chỉ được câu 2 con. Câu đến con thứ 3 thì phải ra trước cái của nợ này mà đứng này. Từ đó phải nghĩ rộng ra. Các văn phòng tư vấn pháp luật mới mở, lúc nào cũng chật ninh ních những khách đến nhờ hướng dẫn đấy thôi. Ừ, pháp luật là đời sống, chí lý thật. Còn đánh mì không? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Xét xử vụ án giết người theo điều 101 khoản 1 điểm G, với hội đồng xét xử gồm: 1. Hoàng Thúy Quỳnh, chủ tọa phiên tòa. 2. Trịnh Công, thẩm phán. 3. Lê Thống Nhất, hội thẩm nhân dân. 4. Nguyễn Thu Hà, hội thẩm nhân dân. 5. Trần Văn Tuấn, hội thẩm nhân dân. 6. Trần Văn Trọng, viện kiểm sát. Luật sư bào chữa 1, Trần Đăng Thực. Luật sư bào chữa 2, thầy Ngọ Duy Hiển. Thư ký phiên tòa, Hoàng Long.
đề nghị tất cả ngồi xuống. Bị cáo Đỗ Đăng Đê có tội. Tòa nhắc bị cáo Đỗ Đăng Đê phải có thái độ lễ phép, xưng hô đúng mức. Tòa hỏi, trong thành phần hội đồng xét xử, tòa công bố, anh có khiếu nại gì không? Thưa quý tòa, tôi không chấp nhận tất cả các thành viên trong hội đồng xét xử hôm nay. Tôi đề nghị thay toàn bộ. Sai kịch bản, làm gì có quyền. Sao không, tòa cho phép cơ mà. Một không rồi. Sao lại hỏi bị cáo đồng ý không? Dân chủ quá trớn. Sao lại quá trớn? Trong khuôn khổ luật định đấy chứ. Muốn chịu được tố tụng. Không đúng kịch bản. Bị cáo Đỗ Đăng Đê, anh cho biết lý do tại sao anh phản đối. Thưa quý tòa, tôi cảm thấy các vị đưa tôi ra xét xử hôm nay không công bằng, không khách quan. Tòa giải thích cho bị cáo rõ. Theo thủ tục tố tụng đã ghi rất rõ trong luật định, bị cáo hoặc người bị hại có quyền đề nghị được thay đổi thành phần hội đồng xét xử với một trong những lý do sau. Một là phải có bằng cớ để chứng minh được trong hội đồng xét xử cả hai cùng khá ra đời được rồi, hoặc có hành vi thông đồng bất minh với bị cáo hoặc bên bị hại. Hai là trong hội đồng có thành viên đã tham gia xét xử tại phiên tòa xét xử vụ án này lần trước. Bị cáo Đỗ Văn Đê, anh có bằng cớ gì để khiếu nại một trong hai điều kể trên như luật định không? Bị cáo Đỗ Đăng Đê, tòa giải thích, anh nghe rõ chưa? Thưa quý tòa, vị trí của tôi không chỉ ở ghế bị cáo, tôi còn là người bị hại, bị ông thông gia của bố tôi đánh cơ mà. Cho nên, tôi chỉ một nửa ở ghế bị cáo, còn một nửa ở ghế của người bị hại. Bị cáo Đỗ Đăng Đê, phiên tòa hôm nay xét xử anh với tư cách là bị cáo. Tư cách bị hại cũng được xem xét trong quá trình xét xử. Tư cách tố tụng là tư cách hoàn chỉnh, độc lập, chứ không có chuyện nửa ghế như anh nói. Tòa cho phép anh ngồi xuống. Tòa hỏi ông Đỗ Văn Đình. Dạ có. Với tư cách đồng bị cáo, ông có khiếu nại gì về thành phần hội đồng xét xử không? Thưa quý tòa, con không ạ. Tòa cho phép tất cả mọi người được triệu tập ra thẩm vấn đều có quyền thưa tòa, xưng tôi. Tòa đề nghị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân công bố bản cáo trạng. Tóm tắt nội dung vụ án như sau. Ông Tạ Văn Hoạch và ông Đỗ Văn Đình là thông gia với nhau. Con gái ông Đình là Đỗ Thị Phấn, lấy con trai ông Hoạch là Tạ Văn Việt. Chúng nó đi học, sao nhà cửa lại mở toang thế này? Chắc là hôm nay các anh nghỉ học. Làm gì có cái xe nào? À, thằng Vũ nó về rồi, cháu nó phải ốm đấy. À thế ạ? Vâng vâng. Vũ ơi! Vũ! Vũ ơi! Cháu ốm thế nào? Không sốt đâu mẹ ạ. Thế à? Em đã ăn uống gì chưa? Có gói bánh quy trong tủ ấy, con lấy cho em nó ăn. Em không sao đâu. Hay là ở trường có chuyện gì?
Em phải nghỉ học, nhà trường bảo thế. Sao? Em chưa đóng tiền tin học. Thế anh Kiên không cho à? Trời ơi, cô giáo ác quá. Cô thế mà cũng bắt nghỉ học. Nếu bây giờ có tiền nộp, có được vào lớp không? Có chứ ạ. Bao nhiêu? 30 ạ. Chị cho em hay chị cho em vay đấy ạ? Thế nào cũng được. Thôi chị cho em đi, em đỡ phải xin anh Kiên. Thế bây giờ có tiền, em có chịu đến lớp không? Dạ có chứ ạ. Cháu chào bác ạ. Cháu đi học đi à. Phụ cô chuyện gì thế hả con? Thằng Vũ giống anh Kiên như đúc ấy. Bị cáo Đỗ Đăng Đê, anh khai cho tòa biết, khi nghe thấy tiếng bố kêu cứu, anh nhảy vào, thì ông Hoạch đang ở trong tư thế nào? Dạ, ông ấy mới đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu ạ. Anh hãy khai cho rõ, ông ấy đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu hay nhảy vào chém ngay? Dạ, ông ấy chưa nhảy vào chém tôi ngay ạ. Thế khi nào thì anh nhảy vào giành dao của ông Hoạch? Tòa nhắc vị luật sư bào chữa, ngài không được có thái độ chấn áp và hỏi dồn trong khi thẩm vấn. Anh cho tôi trước đoạn này thế. Tình huống này nằm ngoài dự tính của tôi. Cậu thực này học hành thế nào? Nó là một trong nhóm tư quái. Nó gọi chúng là thứ tự. Và cho phép bị cáo trả lời câu hỏi của luật sư. Và khi nào thì anh giằng dao của ông Hoạch? Dạ, khi tôi nghe bố tôi kêu lên, Lê ơi, cứu bố, tôi liền quát, bỏ dao xuống. Ông Hoạch liền lao về phía tôi. Tôi sợ quá, liền vớ lấy cái chày và ra tay. Coi như cướp vũ khí trong tay ông Hoạch. Ông Hoạch, có đúng thế không? Dạ, đúng ạ. Mày phải chấn áp cái Quỳnh đi. Vậy là đã rõ. Thưa quý tòa, xin quý tòa lưu ý cho, trước khi xảy ra hành vi gây thương tích, bị cáo rất sợ người bị hại. Đây là tình tiết để quý tòa xem xét về tội danh. Cả hai bị cáo phạm tội giết người hay cố ý gây thương tích, trong trường hợp vượt quá giới hạn của việc phòng vệ chính đáng. Tòa yêu cầu vị luật sư không được tùy tiện rời khỏi chỗ của mình. Thưa quý tòa, nhưng ở trong phim Mỹ, luật sư có quyền đi lại ở trong phiên tòa, tại sao đây lại cấm? Mời anh về chỗ, không được quấy rối phiên tòa. Đó là luật của nước Mỹ, còn đây là luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trường Đại học Luật Hà Nội đang ở tuổi 17. Trường luôn có 5.500 sinh viên hiện diện với đội ngũ hơn 300 giảng viên lâu năm đầy kinh nghiệm giảng dạy. Trong đó có 18 phó tiến sĩ, 3 phó giáo sư và hơn 20 thạc sĩ. Nhà trường cũng được sự hỗ trợ kiến thức của các cán bộ luật cao cấp đang làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước. Hàng năm Trường Đại học Luật Hà Nội có hơn 1.200 sinh viên tốt nghiệp thuộc các khoa luật hành chính nhà nước, khoa tư pháp, luật kinh tế, luật quốc tế và đào tạo sau đại học. Nhà trường còn có một trung tâm đào tạo thẩm phán và các chức danh tư pháp khác. Các bạn đang xem vài hình ảnh của các sinh viên khoa tư pháp đang học tập trong một phiên tòa thật sự. Cả hai bị cáo phạm tội giết người hay cố ý gây thương tích, trong trường hợp vượt quá giới hạn của việc phòng vệ chính đáng. Tòa yêu cầu vị luật sư không được tùy tiện rời khỏi chỗ của mình. Thưa quý tòa, nhưng ở trong phim Mỹ, luật sư có quyền đi lại ở trong phiên tòa, tại sao đây lại cấm?
Mời anh về chỗ, không được quấy rối phiên tòa. Đó là luật của nước Mỹ, còn đây là luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bây giờ em phải tiếp tục đi học à? Liệu có kịp không? Em đã già rồi mà không kịp. Ôi, không phải thế. Em thi trượt đại học, theo mẹ xuôi ngược Nam Bắc 7-8 năm rồi. Bây giờ quên hết. Em hỏi còn kịp không? Có nghĩa là như vậy. Nhìn các anh học, em cũng thấy tiếc lắm. Nhưng mẹ em bảo, bà ngoại dạy là gái thì giữ việc trong nhà, khi vào khung cửi, khi ra theo thùa. Trai thì đọc sách ngâm thơ, rùi mài kinh sử để chờ việc quan. Hoan hô, mô hình hạnh phúc của mẹ em nguy nga quá. Đáng lẽ mẹ em phải cải tiến là gái thì giữ việc trên tàu, khi vào xào nấu, khi ra lau bàn. Nghề của em đáng khinh lắm ạ. Xin lỗi, anh tếu đấy mà. Không phải. Nhiều lúc anh hay mang nghề của em ra để giễu lắm. Sao em lại nghĩ thế? Em không biết chứ, nhà em còn quý tộc cao sang gấp mấy nhà anh ấy. Chăn viên. Để anh mang về nhà vụ béo cho vịt ấy. Mẹ em không lấy tiền đâu. Gọi là có chút quà biếu hai bác ở nhà. Ơ, sao lại thế? Để em nói đã. Nói thật với anh, dạo này ở trên tàu làm ăn cơ chế thoáng lắm. Mẹ em cũng dành dụng được ít tiền, đủ lên một tầng nữa. Ở thế này chật quá. Nhưng hôm nay mẹ em nghĩ lại rồi, bảo mua xe máy trước đã. Mua xe làm gì? Em đi tàu cơ mà. Tất nhiên rồi. Mua xe là để gửi anh, để anh đi học, để anh đi chạy việc. Em thưa với mẹ em là anh kia anh ấy bảo việc xây nhà, mua xe đừng phụ thuộc vào anh ấy, đừng nghĩ lệch về anh. Có như vậy anh mới còn dám chọn học ở nhà ta đấy. Thôi, em hiểu. Nhưng còn chuyện này anh phải nghe em. Đây. Gì thế này? Lúc khác không mở. Lúc nào chẳng thế. Sao thế này? Tiền à? Sao nay lại lắm chuyện thế? Làm gì mà anh hốt hoảng thế? Có cái gì đâu. Đây chỉ là một chút tình cảm thôi mà. Năm trăm nghìn thế này mà em gọi là tình cảm à? Cứ giữ lấy. Bố mẹ anh ở nhà bán vịt, gửi tiền cho anh còn không nhận nữa là phúc ạ. Anh Kiên, em van anh hãy nhận lấy. Anh mà không nhận thì em không tiếp sống nữa đâu. Phúc, chúng ta đã giữ được mối quan hệ tình cảm rất tốt đẹp. Rất tốt đẹp. Thế thì anh phải nhận lấy cho em mừng. Tốt đẹp. Kiên ơi! Kiên! Có
Có chuyện gì mà hối hả thế? Cậu trả lời ngay. Cô dập được phiên bản chữ nho không? Dập phiên bản á? Ờ, có hay không thì trả lời ngay đi. Có. Bà Thường Sơn vui tôi còn làm được mà. Nhưng mà làm gì? Tớ đang ở nhà Quỳnh. Bảo bố gọi điện đến bảo là ở quê cử một phái đoàn ra. Họ thuê sao chép một bia tiến sĩ. Ông Tổ Lan tớ đấy. Các cụ quyết định dựng bia tiến sĩ ở ngay trước đình làng. Để con cháu noi theo. Trả tiến công đàng hoàng. Tớ nhận lời. Tính sao? Phái đoàn quê cậu đâu rồi? Đang ở nhà tớ. Thế này nhá. Cậu về ngay. Nhận lời. Rồi hẹn vài ngày nữa. Sau đó tìm thằng Khoa Đồng Kỵ. Hỏi cách dập phiên bản chứ nhó. Ok. Cậu nhanh thật đấy. Tớ về nhá. Xe hỏng. Phải đi xe của Quỳnh. Không quen cứ loạn choạng. Đấy. Nước 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 nước. Mời bạn. Cảm ơn. Chỗ mày quen quá. Tại sao? Bạn mình ở phiên tòa. Ngàn uống chanh và chanh nhá. Thôi, cam. Cam, ngàn uống đi. Nhanh luật thích nhỉ? Vâng. Âm nhạc cũng hay chứ. Trên một chiếu bạc Cao Bằng có 41 nồi đồng, 17 mâm đồng với 155 đồng bạc trắng, 450 năm tù cho một cựu sĩ quan an ninh vì tội lạm sát khi thi hành công vụ. Chỉ vì tiền, nàng 23 tuổi đã kết duyên cùng chàng mới ngoài bách niên. Phiên tòa tập sự của sinh viên trường đại học luật thành công tốt đẹp. Chỉ vì ghen với người tình đi bán điều mà chàng đã đốt tóc nàng. Ai sắp chết? Hay nhờ. Ngàn này, Ngàn có muốn mua báo không? Chẳng cần. Theo thực, tội đốt tóc người yêu có phải ra tòa không? Cái đó tùy. Vì ngoài ta ra không ai có thể hại ta được. Với lại, chân lý cuối cùng trên cõi đời này là tình yêu. Thôi, như một chiếc da. Ngàn quá khen. Tóc sổ tay vào đời ấy mà. Chào bác tiên phong chủ nhật. Mình luôn phải đọc. Em bị cần từ khi nào thế? Từ bé. Số 5. Thằng Kiên đâu? Nó ra ca dọn hải cho Phúc. Thế thằng Quang? Chắc ở nhà cái Quỳnh. Chắc bọn tứ tử của chúng mày tan mất. Tình yêu làm cho tình bạn gắn chặt như câu sơn. Này lại ăn phải bà của thằng Thực rồi. Câu nói của danh nhân nào vậy? Tao.
Kiên, đi nhanh lên, nắm gì mà kỹ thế, chưa đến đây bao giờ à? Chưa. Chết thật thôi. Tổ tiên ngành đại học ta là ở đây đấy. Đây là đại giảng đường. Kia là các vị giáo sư tổ để ngồi giảng bài. Các cụ tổ sinh viên đứng đây nghe giảng. Kia là bằng tốt nghiệp lưu danh hậu thế. Khẩn trương lên, ngày mai là phải hoàn thành hợp đồng rồi. Quê mình có ba cụ tổ tiến sĩ cơ mà. Ơ, Quang ơi, ông tiến sĩ này cũng ở quê tớ đây này. Thấy mình có 5 vị, tớ cũng phải lấy phiên bản 5 tấm biên này về mới được. Ờ nhỉ, nhưng mà thôi, khẩn trương. Bia tiến sĩ làm cộng tính sau, ưu tiên bia làm cái cho đúng hạn hợp đồng. Ở kia kìa, bia số 5. Đây rồi. Chúa thật, như photocopy. Chắc các cụ ngày xưa sao chép bia đá cũng như kiểu này. Làm gì có cách nào khác. Lại xa nhà. Vũ là một đứa hiền lành. Đang yên lành. Xin phép cô cho em đi tìm nó. Không thể thế này được. Kìa Kiên. Kiên, anh đừng manh động, đừng hấp tấp. Anh hãy cùng nhà trường tìm giải pháp. Kinh nghiệm cho thấy rằng những nạn nhân như em Vũ mà dùng vũ lực, đàn áp sẽ đi đến một kết cục thảm hại. Tự chuốc lấy sự tuyệt vọng đấy. Đến cho bạn quà mà xanh đỏ thế này. Chẳng hiểu là quà hay chạm ngõ hay ăn hỏi. Mẹ ơi, cho con ăn cái bánh cuốn ấy kìa. Hư nào, chứ chi thì đặng. Đây, đây, Đức ra đây bà cho này. Dạ. Này, bà cho con một cái nhá. Còn lại, để chờ ông ngoại đã. Nhà người ta cũng gia phong. Ông ấy làm tổng giám đốc công ty cầu đường. Còn bà ấy cũng như tao ấy. Cô thì chỉ được hay vặn vẹo. Phiền phiến nó đi. Nói ít hiểu nhiều. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải lễ giáo cưới xin. Đây bà cho. Cuối cùng cũng là cuộc sống hai đứa. Chúng con cưới cũng đúng lễ giáo đấy chứ. Ai cũng như cô ấy à. Gì thì gì. Cô ly dị với thằng Tứ là sai. Nó là phi công. Nó hiền lành chất phác. Thì cô lại chê nó là quê quỉnh. Nó chí thú với vợ với con. Thì cô lại bảo nó là ki bo. Thôi thôi, mẹ đừng ca cái bài cải lương cũ dích kia nữa. À, cô Quỳnh về. À, cháu ăn cái gì mà nhồm nhoàm thế hả? Bánh. À, kín thế. Đừng gây hiệu quả bất ngờ à. Hôm nay bà Xuân đến chơi. Đi một mình. Ông ấy bận. Có chút quà. Chị Hồng của cô đang chê là sặc sỡ, cổ hủ. Bà Xuân, mẹ của Quang ấy ạ? Ừ. Quà hả? Sao lại có chuyện này? Thế Quang không nói gì với con à? Nói gì? Sao lại phải nói? Mà có gì mà nói? Thì chí ít thằng Quang phải thông báo cho con chứ. Trời ơi! Trả ngay. Quỳnh, việc này của người lớn.
Không được thế. Cô thì hay phim nhiễm cho nó. Bây giờ thì lên mà giảng giải cho nó đi.